Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cái dòng lan hồ điệp ngồng với hai loại, đó là mãn thiên hồng và hồ điệp thơm đa ngồng nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu mãn thiên hồng này. Em bán với giá là 50.000 một cây nhé. Đây là cây trưởng thành rồi và đang có ngồng. Đó, cây tơ rất là đẹp, to khỏe, bộ rễ rất là đẹp nhá. Mãn thiên hồng thì bây giờ khá là hiếm đấy. Đấy, cái dòng này thì thường là chỉ có Tết mới có thôi. Đó, rễ khỏe đẹp, cây lá to này và đang có ngồng nhá. Về mình chơi khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng hoa là mình cắt bỏ ngồng, sau đó Tết nó lại cho hoa tiếp. Tiếp đến là dòng hồ điệp thơm nhá. Cây nó cũng đang ngồng. Dòng này thì em sẽ bán rẻ hơn là 4-5.000 một cây. Đó, cả hai loại này thì đều không có lỗi gì hết. Cây đẹp, lá đẹp, dễ khỏe nhá. Dòng này thì 4-5.000 và mua 10 cây thì em sẽ bao ship, còn mua dưới 10 cây thì tiền ship là 3-5.000 cho em. Đấy, với cả hai dòng nhá. Bác nào thích thì mua siêu tầm mỗi loại một vài cây cũng được, em đều bán cả nhé. 10 cây thì là bao ship. Đấy, mỗi loại 5 cây là cũng được bao ship rồi. Đó, còn dưới 10 cây thì tiền ship là 3-5.000 cho em. Hồ điệp thơm 4-5.000, cây đang ngồng, và mãn thiên hồng. Đấy, mãn thiên hồng cây này rất là đẹp. Lứa này thì nó chỉ có một ít thôi. Đấy, mãn thiên hồng này. Đây, em chỉ có vài chục cây như thế này thôi. Đấy, rất là to đẹp nhá. Mà lá khỏe, dễ đẹp, ngồng tốt. 50.000. Mọi người mua thì gọi điện theo số điện thoại là 0974 702 106 nhé. Số điện thoại thì em để dưới bài viết. Em xin chào các bác.